người lạ bên chốt giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý vi phạm ở đâu thì một số người lạ chạy xe máy bám theo, thậm chí nhiều lúc còn ngồi chung bàn để xử lý vi phạm, ngăn cản không cho những người xung quanh ghi hình họ là ai. Sau vụ một người dân bị đánh khi quay phim đội cảnh sát giao thông rạch chiếc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường thủy BC67 Công an thành phố Hồ Chí Minh, đường dây nóng báo người lao động nhận được những phản ánh về nghi vấn có một lực lượng thường xuyên túc trực bên các chốt giao thông để xử lý người vi phạm mỗi khi họ thắc mắc hoặc phản ứng. Để làm rõ về vấn đề này, đồng thời góp phần giúp cơ quan chức năng trong công tác giám sát lực lượng thực thi công vụ, phóng viên báo người lao động đã tiến hành ghi nhận thực tế. Dính như Sam Khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 9, Tổ Cảnh sát Giao thông đang đứng chốt xử lý vi phạm tại một trạm cân trên đường Nguyễn Văn Linh thì bị người mặc đồ công nhân sử dụng điện thoại di động để ghi hình. Lúc này một người lạ mặc áo trắng chạy đến có ý định ngăn cản, thấy người công nhân ghi điện thoại vào mặt nên anh ta quay đi chỗ khác, sau đó ngồi vào bàn làm việc của Cảnh sát Giao thông. Bị ghi hình, một Cảnh sát Giao thông đã tỏ thái độ tức giận, giật chiếc điện thoại từ tay của người công nhân ném xuống mặt đường. Người công nhân nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất lên và tiếp tục ghi hình, còn người lạ thì né tránh. Cũng tại vị trí này, lúc 10 giờ sáng cùng ngày khi một nhóm thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa kiểm tra tải trọng hai chiếc xe thì vài phút sau cũng có một người lạ đến ngồi nói chuyện vui vẻ với cảnh sát giao thông. Còn trong buổi chiều, khi bốn cảnh sát giao thông làm việc miệt mài, thì cạnh đó cũng có một người lạ khác mặc áo khoác đen, ngồi ngay bàn làm việc của tổ công tác. Người này liên tục nhìn trước ngó sâu, trông có vẻ quan sát mọi thứ rất kỹ lưỡng. Nhiều người dân sống xung quanh khu vực xác nhận với phóng viên báo người lao động là tất cả những người này không biết lai lịch nhưng thường xuyên có mặt mỗi khi lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở đây. Khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 9, chúng tôi có mặt tại vòng xoay cầu vượt Bình Phước, quận Thủ Đức, Ông kính của phóng viên ghi nhận có hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Khi hai cảnh sát giao thông này kiểm tra giấy tờ của một tài xế xe tải, thì lập tức một thanh niên mặc áo caro sọc xanh điều khiển xe máy suốt đầu lồi diện anh ta đứng cạnh hai cảnh sát giao thông nói trên, mắt liên tục đảo khắp nơi như đang tìm kiếm gì đó. Được một lúc, thanh niên này lại lên xe máy, đảo đi đảo lại trước mặt hai cảnh sát giao thông, vừa chạy vừa dò xét xung quanh. Điều đáng nói, trong quá trình xử lý vi phạm, cứ khi nào có ai đó đứng gần hai cảnh sát giao thông và đưa điện thoại lên là năm thanh niên kia tới hỏi thăm. Khoảng 30 phút sau, hai cảnh sát giao thông di chuyển về gần đường dẫn lên cầu vượt sông Thần để lập chốt, thì nam thanh niên này cũng bám theo, tiếp tục lần vẫn gần đó. Thăm dò xua đuổi Để giải đáp thắc mắc liệu nam thanh niên này có liên quan gì đến lực lượng cảnh sát giao thông, chúng tôi cho xe đậu cách tổ công tác khoảng 500 mét lập tức nam thanh niên tiến tới đứng ngay cạnh rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Vài phút sau, hai cảnh sát giao thông lên xe, di chuyển vị trí đứng chốt cách đó khoảng 100 m hướng cầu vượt Bình Phước. Người lạ thấy vậy cũng bám theo. Trước tình huống này, chúng tôi quyết định đi bộ về phía hai cảnh sát giao thông. Sau đó, nam thanh niên ra xe tới hỏi, anh đi đâu em chở? Nghe chúng tôi trả lời không, thì anh ta có vẻ khó chịu. Chúng tôi hỏi, tại sao anh cứ bám chân hai cảnh sát giao thông này hoài vậy? nam thanh niên nói ngay em tìm khách lúc này với vẻ mặt bất an anh ta móc điện thoại ra gọi cho ai đó những ngày sau đó có mặt tại khu vực cầu vượt bình phước chúng tôi liên tục phát hiện cứ mỗi khi có cảnh sát giao thông đứng chốt hoặc kiểm tra phương tiện ở đâu là nam thanh niên này lại xuất hiện bên cạnh mắt liên tục do xét xung quanh Phản ánh đến báo người lao động, nhiều bạn đọc cho biết về hiện tượng không được bình thường có liên quan đến quá trình làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, bạn đọc VT gửi đến tòa soạn một clip ghi nhận hai thanh niên mặc thường phục chạy tới người quay camera để ngăn cản việc giám sát quá trình làm việc của ba cảnh sát giao thông tại đường Tú Sương, quận 3. Mới có người bị gãy chân nằm bệnh viện rồi, nam thanh niên mặc thường phục trong clip này buồn lời chổng không khi đang cố gắng ngăn cản người dân ghi hình. Bạn đọc tê thông tin do thường xuyên có việc qua lại trên con đường này, nên đã trên 5 lần chứng kiến hệ thấy cảnh sát giao thông có mặt là hai thanh niên nói trên xuất hiện. Họ mà thấy ai cầm điện thoại hoặc đứng gần đó thì kiếm cách xua đuổi. Một bạn đọc khác cung cấp đoạn clip dài hơn 2 phút ghi nhận lại việc hai cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện xe máy trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh. Lúc này, người dân cử cãi to tiếng với cảnh sát giao thông vì bắt lỗi sai. Sau đó, hai thanh niên lạ mặt đến can ngăn và xua đuổi người cầm điện thoại quay video. Không phải xe ôm, vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 9, trên đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Nguyễn Văn Cừ, quận 1, một tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông Bến Thành xảy ra cự cãi với hai cô gái vừa bị thổi vào. Lúc này có người đàn ông to con, mặc áo sọc đen điều khiển xe máy chạy tới, đậu gần đó, rồi nhanh chóng vào can ngăn hai cô gái. Khoảng 0 giờ, một cảnh sát giao thông trong tổ công tác nói trên, ngoắt tay gọi người đàn ông lúc nãy lại gần, đưa một vật giống tiền rồi ra tín hiệu đề nghị đi nơi khác. Tối ngày 14 tháng 9, chúng tôi tiếp tục có mặt tại địa điểm nói trên và chứng kiến người đàn ông này xuất hiện bên cạnh một tổ công tác gồm cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động. Một số người dân sống ở khu vực này cho biết ông ta không phải là tài xế xe ôm và chỉ xuất hiện khi cảnh sát giao thông làm việc. Có là ông này cùng với người vi phạm cười cãi to tiếng lắm, bà Tê một người dân kể. bị đuổi đánh vì quay clip cảnh sát giao thông đang làm việc. Một người bị kẻ lạ chặn xe máy đòi đánh vì quay cảnh sát giao thông đang xử lý vi phạm tại khu vực cầu vượt Trạm 2, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ghi hình cảnh sát giao thông thì bị người lạ tấn công. Trên mạng xã hội vừa xuất hiện clip do người dân quay lại cảnh một tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông rạch chiếc, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC67, công an thành phố Hồ Chí Minh đang xử lý vi phạm tại khu vực cầu vượt Trạm 2, giao giữa quốc lộ 1 và xa lộ Hà Nội. Nội dung clip tả lại cảnh hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang xử lý người vi phạm vào ngày 6 tháng 9. Kế bên đó xuất hiện một người đàn ông mặc quần áo bình thường nhìn trước ngó sau. Khi thấy có người sử dụng máy quay ghi hình, người lạ mặt liền điều khiển xe máy mang biển số 74B107288 chạy theo chặn xe và có hành vi đuổi đánh đề nghị xóa clip. Cũng theo tìm hiểu, người đàn ông lạ nói trên trước đây hay xuất hiện cùng lực lượng cảnh sát giao thông khi đang thực thi nhiệm vụ. Người đàn ông lạ mặt đứng cạnh cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông rạch chiếc BC67, công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phát hiện có người ghi hình cảnh sát giao thông đang làm việc, người này chạy theo chặn xe đuổi đánh và đề nghị xóa clip. Cái gì cũng không biết. Trao đổi với phóng viên báo người lao động, thiếu tá Nguyễn Văn Hội, đội trưởng đội cảnh sát giao thông rạch chiếc cho biết, sự việc xảy ra tại khúc cua cầu vượt trạm 2 vào ngày 6 tháng 9 trên địa bàn do đội phụ trách. Đồng thời khẳng định việc hai chiến sĩ cảnh sát giao thông đứng ở vị trí khúc cua dốc cầu là hoàn toàn sai, rất nguy hiểm cho người đi đường khi phóng viên hỏi hai chiến sĩ cảnh sát giao thông nói trên cụ thể là ai thì thiếu tá hội nói xem qua thì nhận diện ra lực lượng công tác tại đội tuy nhiên họ tên chính xác thì phải kiểm tra lại còn người đàn ông mặc áo jean xuất hiện ngay cạnh hai cảnh sát giao thông và có hành vi đe dọa người quay clip là ai thì thiếu tá hội cho rằng không xác định được là ai và cũng chưa gặp bao giờ Tuy vậy, khi phóng viên cung cấp rằng người đàn ông này trước đây cũng nhiều lần bám theo các chiến sĩ cảnh sát giao thông và hành hung nếu phát hiện ai quay clip thì thiếu tá hội nói sẽ xác minh lại. Người đứng đầu đội cảnh sát giao thông rạch chiếc cũng cho biết sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo BC67 đã yêu cầu các chiến sĩ nói trên viết tường trình, tiến hành xác minh để xử lý nghiêm. Chỉ huy đội phụ trách tuyến đường xảy ra sự việc cũng phải chịu trách nhiệm vậy mà khi chúng tôi hỏi tuyến đường này do ai phụ trách thì thiếu tá hội lại nói do đổi tuyến đường liên tục nên chưa nắm rõ ai phụ trách diễn viên ngọc lan lên tiếng việc cãi nhau tay đôi với cảnh sát giao thông cho rằng cảnh sát giao thông là việc quá nguyên tắc Nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người ngạc nhiên trước cách cư xử với cảnh sát giao thông khi bị phạt vì lái xe quá tốc độ. Được biết, theo đúng luật, Ngọc Lan phải xuất trình giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Ngọc Lan lại không mang theo giấy phép lái xe nên phải đợi người nhà mang tới. Theo lời kể của thiếu tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội phó đội cảnh sát giao thông rạch chiếc, trong lúc chờ đợi giấy tờ, Ngọc Lan đã có những lời lẽ xúc phạm và phát ngôn thiếu chuẩn mực đến lực lượng thi hành công vụ. Sau lời kể của thiếu tá, Ngọc Lan trở thành đối tượng bị chỉ trích của nhiều người vì làm người nổi tiếng mà không gương mẫu. Mới đây, Ngọc Lan đã đích thân giải thích bằng một tâm thư khá dài trên trang cá nhân Facebook của mình. Còn sự việc lần này ngày 5 tháng 9 năm 2017, tôi sai tôi hoàn toàn đồng ý vì tôi đi quá tốc độ cho phép. Tôi không bao biện vì lý do gì, tôi không chối, tôi chỉ xin các anh rằng cho tôi 15 phút để tôi đem bằng lái xe lên nhưng thái độ của các anh rất nguyên tắc, thậm chí rất thách thức. Tôi chỉ nói sơ sơ để những người thân của tôi hiểu sơ sơ, Ngọc Lan giải thích. Theo đó do thực sự vi phạm luật giao thông nên Ngọc Lan hoàn toàn chịu trách nhiệm việc làm của mình, tuy nhiên, thái độ của cô gai gắt là do cách xử phạt của cảnh sát giao thông, theo cô là rất nguyên tắc. Khi bị bắt, Ngọc Lan rất tự giác chấp hành và chỉ xin lực lượng công vụ cho cô 15 phút để đợi người nhà mang giấy tờ xe đến nhưng họ nhất quyết phải giữ xe và khi Ngọc Lan vào xe gọi điện cho chồng thì cảnh sát đứng ngoài quay clip nói cô cố thủ trong xe. Chưa hết, Ngọc Lan cho rằng lực lượng cảnh sát đã cố tình gắn ghép việc cô chống đối họ khi không đưa đầy đủ các clip lên mạng khiến cô bị mang tiếng. Ngọc Lan nhấn mạnh thêm, tôi ước gì các anh cung cấp cho báo chí toàn bộ clip đó, tôi cũng chẳng lớn tiếng nếu các anh không gắn ghép tôi cố thủ trong xe và chống đối.